Một chiếc áo gilet bằng len. Đằng trước nó bị sao nhỉ? Nó không rõ là bị sao. Xem nào nhỉ. Đó. Đây là một chiếc áo gilet màu xanh trắng, được làm bằng ren ạ. Bằng len. Nói nhầm. Sao có lại bỏ tất cho một mồm ăn nhở? Hay thật đấy. Tất để đi ấm chân chứ phải tất để cho mồm ăn đâu mà con lấy ra. Để cho mồm ăn như thế. Được làm bằng len này. Đây là máy làm thôi. Đó. Len rất là dày. Nhưng mà nói chung là nếu mà mặc áo dưới đây này thì mình phải mặc thêm một cái áo giữ nhiệt ấm bên trong thì nó mới ấm, còn kiểu mặc áo len như này không ấy thì nó vừa lạnh, với lại kiểu áo len nó đan nó thưa nên là vỡ lùa vào nó không ấm được. Đó. Áo len này là được cái khuy. À, đây là loại cúc bấn. Cúc bấn cài khuy nhá mọi người ơi. Cúc bấm cài khuy nè. Đây là cúc bấm này. Chúng ta chỉ việc bấm vào như này. Bấm vào như này là được. Một thân của nó cũng vậy. Đây mình đang ấy quá. Nếp gọn kiến này đi đâu nhỉ? Ngon không con? Bên này cũng vậy. Bên này á. Các phần thân bên này cũng là cúc bấm này. Đó. Còn nó cũng là cúc bấm hết. Lại lấy tất cho vào mồm. Bé sợ quay quay rồi. Ủa có làm sao? Ê sao chỉ lấy đi. Hết lấy bên này, lấy bên kia cho tất vào mồm. Đáng yêu ấy con ơi. Con ra nhà mà đáng yêu vậy. Đáng yêu này. Không được rồi là không được rồi. Ô ba chi chi bo chi bo chi bo chi. Cái phần này cũng là cúc bấm nha mọi người ơi. Này là cúc bấm này. Để bấm nó vào này. Đây có 3 cúc, mình sẽ bấm vào. Bèo nhèo con ấy, có 4 cúc mạnh nhẽ không phải 3 đâu, mình nhìn nhầm. Hết cho tất vào mồm, lấy cho chân vào mồm. Này là kết hợp một áo bên trong rất là đẹp. Ở đây này mình bán với giá là 5.000 nhá. 5k. Em bộ thì thêm đặt để số điện thoại và vị trí nhé. Đây mình đang rất là khó chịu. Mình sẽ cho mọi người xem trước bên trong cái đường máy của nó bên trong. Đường máy của nó bên trong cũng như này, cực kỳ đeo luyện. Đó. Không sợ rách, không sợ xù nhá, không sợ dặn đâu. Len này len không dặn, cho các bé thoải mái, không bị dặn người.
người đâu, có những loại ram mọc rất là dặm người.